Người mình là Mid đây, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với Ghostwire Tokyo. Thì ở video trước mình đã tới được cái cột sáng màu vàng rồi. Thì cái hành trình tới đây nó rất là gặp nhiều thứ kiểu trở ngại, cản đường mình các kiểu, thì mãi mình mới đến được đây. Thì ok, giờ mình sẽ đi vô cái hang đó để coi ở trong có cái gì ha. Let's go. Mình tưởng mở cửa là phải mở bằng cái bùa gì chứ, hay giờ là dùng tay mở luôn rồi. あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもカメラになんかない。救うことだけ考えろ。こいつ救うべ。なん、không có gì luôn. キミたちの相手は この子にしてもらう。 rồi vô. Con này nó chơi cái chiêu gì rút hồn của mình vậy? Ôi, lại bị hút sức mạnh nữa à. Từ từ. Kekke, Mushika. こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかないように背後に回ってみる。 トランクもなほんしんやいはじ。私は戦いたかった。さあ、でも、だいだいだい、ここはもうない。もう違う。来ちゃダメだ。はい、ケンチャイルのロイ。これか。お。バイリン。 Nó uổng trái bom nữa hả? Như con này phải đánh theo đích nó. Nó con này cung bắn vô nó không xin nhơi. Ồ, trái bom ở đây. Đó rồi, ra đây. Mày ra đây. Ra đây. Đây. Nó rút cái này mà cảm thấy nó mệt mệt chứ gì á. Sao giờ đỏ ngầu luôn vậy? Mình đánh với con này phải dùng bom. Mình không thể uổng cái trái bom này được. Đâu rồi? Ở đây. Cái đường này là cái đường tù thì chứ. Nhanh. Đây. Mấy đứa hô hô.
Còn trái bom nữa đâu ta, đây. Trời, ở đây dư bom để chơi với nó luôn. Đó rồi. Rồi. Quá. Thôi tan tôi rồi. Rồi còn có cây cung mà làm ăn gì vậy? Vậy chỉ còn nước là chui xe đít nó chơi thôi. Nó đâu? Chạy nhanh vậy. Từ từ. Cha rồi. Từ núp vậy nó thấy không ta? Mình đi chui đi. Như con này nó quằn cái là phải chui sao đít nó kéo mấy cái cục gì đó. あいつを追わないと。 この子、 まだ。 お前は関わるな。 汚れ仕事は俺の担当だ。 Vậy là hàng Hania nó cài bồ vô vợ con nó để nó điều khiển. Vậy thì Contusion. Mình nghi nè,
Giống như là sắp tới hồi kết. Quá vậy. なんだかわからんが、くそったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。よし、行くぜ、相棒。うん。 Bây giờ mình lên lòng mình coi coi tình hình thành phố thế nào rồi. Đây. Hiện tại là mình phải đi phong tỏa mấy cái sương mù nè bằng mấy cái cổng này. Đi chơi. Đi một mạch lên lầu luôn. Đấy, cái khu vực cây cầu này nhiều mối quá ta. Tôi không ngờ luôn anh em. Tôi không ngờ là từ cái lúc mà tôi mới đặt chân vào game này thì bây giờ tôi đã gần phá đảo game này rồi. Và trước mặt tôi là một cái con tóc rất là dài. Chỉ cái thằng Akito mỗi lần mà giết được nào là còn có cái múa múa tay gì đó. Nhưng mà hay giờ đó thì tôi đang xài con chuột Logitech. Tôi chỉ cần lăn cái con lăn chuột thôi là nó sẽ như vậy. Rất là tiện lợi nhưng mà không có tiện cho việc chiến đấu cho lắm. Đây, tôi đã vào được khu vực trong. Và tôi đang bay vô. Ở đây là một cái cổng lớn và mình không biết mình có gặp cái con gì ở đây không. Mình khá là run. Nani ga okotteru nda? Ano kyojin da. Kusso. Marude arashi da na. Tsuide ni teki made dete kiyagatta de. Wow. Ủa vậy mình phải quýnh với ai à? Quýnh với mấy con này à? Ây da.
phi tiêu không mày? Còn ai nữa? Rồi còn rồi xong, cái này mình phải dùng lửa thôi. Đó buộc mình phải dùng ulti thôi. Ủa? Ờ, cái vòi rồng ám khí đó. Cái này giờ không biết gặp bao nhiêu con rồi nhỉ. Thôi, trước mắt là giải phóng cái này đi. Sukkomutte. Còn có 8 mana làm ăn cái gì trời. Bogu ni itte kure. Tụi này thì mình ám sát thôi. Này mới là mệt nè. Con cầm kéo nó đánh mình kiểu nó đánh tới tấp luôn. Đánh như con vậy á. Ủa con này không lock out được à. Đó rồi bị phát hiện rồi. Từ mình bị phát hiện rồi. Bậc thầy trừ tà mít chưa? Chơi sao mà lại?
Kẻ gà lê gà vỡ sạch sẽ yên. Ồ, có điện liền. Tắt đèn thôi. Go deeper inside đây. Sono hea da. Gì tối thu vậy? Linko mà sử dụng đặc thù na bike đó. Này xe của Linko. Anh Linko đi xe BKL phân khối lớn rồi. Ôi, tự nhiên vô đây cái nhìn cái mô tô xong cái đi ra gì trời. Hồi nãy nó nói là xe cũ quá không có khởi động được. Rồi tôi nghi lắm. Tự nhiên cái lên tới đây cái bắt đầu trời mưa là tôi nghi lắm. Bắt đầu có đêm rồi nè. Bắt đầu thở nè. Mệt nè. Đâu rồi. Hồi nãy mình dùng cái chiếc này thử coi. Thôi tự hủy rồi. Trời ơi, con này cái phòng ngự của nó cao quá ta. Nó con đó mình đã đánh nó lòi cái cục gì ra đang kéo tự nhiên nó còn ráng nó phun hai quả cầu lửa vô người mình rồi nữa nè. Con này mình đánh cho nó rớt chứ là bắt đầu nó bò điên bò khùng nè. Đấy, viên cuối. Quậy trời. Một chục con à, bởi cái cuộc sống của bậc thầy trừ tà nó khổ lắm. Trừ tà liên tục. Bây giờ phải leo tuốt ở trển nè. Đường để mình kiếm đường mình. Đường nào để leo lên không ta? Đấy. Phải có chứ sao không? Đi. Đi được có nửa đường vậy à, còn lại bắt cua à.
Location Galifian Throne Wheel. Location. Ủa mình tới đây để mình kiếm nhiên liệu cho cái chiếc mô tô hả? What the? Đúng không ta? Từ từ. Gasoline và turbine foil. Sore ni ano yo no kanshou ga tsuyoi basho ka. Ai. Takasou na kuruma da. Are nara turbine foil ga aru n janai ka? Gasoline mo ari sou da ne. Kiếm khí ga. Gì? Ano tori dake hoka to chigau na. Cái cổng giải phóng sương mù mà sao nó có cái gì nó màu tím tím thế nhờ? Mê bố xe ở to là ông mai nó gắn bari ta dê. Hà xí rừng hòa bố cư đà cả nè. Ôi, y nó gà rồi. Sao mình lục lỗi cái gì mà lâu lắc thế nhờ? Có nó thả bình hồi rùa xa hay nơi nà. Khá thăng là chí ngờ. Có lẽ đây mà mẹ. リンクのやつ、替えの効かないものを使いやがって。いいね。ん？おい、あれ。rồi lại là một lực lượng hùng hậu khác nữa。con gì đây？ở trong cái kéo bị xuất hồn ra rồi。Ừ. Sao lại gặp lực lượng hùng hậu ngay khúc này nhờ? KK! KK! Doko da? Giờ cầm 11 cái mũi tên này không biết chơi lại ai không nữa. Có bonus thêm nè. KK!アキト、なんとかできるか。やってみる。誰来ちゃう。よし、よくやった。今ので最後か。よかった。KKのところに行かなきゃ。リソンのけだ。大丈夫な。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。おお。đang đi cái gặp nguyên cái lực lượng hùng hậu là.Là tôi chịu. Ok thì giờ mình sẽ đi đến cái cổng đó. Giờ mình gặp con nào là mình càng luôn con đó à. Gặp ngay hai con ma mưa. Nhưng mà hai con ma mưa một con thì hơi mệt mà hai con thì quá mệt luônNhư đã nói thôi mọi người, đụng là chạm. Từ ra đây hút hai hồn này một cái. いい感じだ。Rồi. Lấy tài tạc nước. Tôi xuống này trốn. Mình còn cái này.
nó bay vòng vòng như chỗ sau chúng rồi. Kiểu gì cũng phải nằm xuống dưới tay của Mid Horo thôi. Bậc thầy trừ ta. Đó còn múa múa nữa. Thôi để coi. Cổng cái cổng sương mù màu tím này nó có cái gì. Là mình thắc mắc là tất cả các cổng mình gặp chỉ có riêng cái cổng này là có mấy cái màu tím tím nè. Giờ lên coi rồi. いいえ、あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか？覚悟はできてるみたいだな。 Ồ. À vậy là cổng này nó dẫn tới thế giới bên kia. Đó lý do tại sao cái cổng sương mù này nó có mấy cái miếng màu tím. Rồi xong, tôi đang ở thế giới bên kia nè. Ở đây toàn là cái cúp gì không à. Bắn hộ. Wow. Trời. Liền. Đó. À, lâu lâu chơi cứ bị dướng như mấy cái góc kẹt. Đi lấy hàng à. Cái gì đấy? Cảm thán như là thế này để ra đây này nè. Chỉ có chỉ cần này. Để khi để bà hãy cứ quay đi tay rồi. Mình đang đi đâu vậy? Ảo ảnh mà Mỹ rồi. Cái gì đây? Trời. Ôi. Ủa, con này chưa hốt nó là gì nhờ? Con này nó có cái chiêu rút hồn mà, phiền vậy? Ôi lửa đối với băng là hợp lý luôn. Rồi, tuyệt nhiên rồi. Gặp ngay con này ở đây. とっとと帰るぜ。
Hồi nó không cho mình bắt cua rồi. Từ vô đây cho nó rộng chứ ở ngoài chật lắm. À, đánh ở ngoài đúng nghĩa tự hủy luôn á. Sinh ra là gió mà sao cái cục này nó lại là nước ta. Má quýnh đi, con này phì quá. Cái kia gặp tóc dài nữa. Nó chọn combo luôn. Nói cho mình về chứ mình không có rảnh tay mà ở lại quýnh hoài đâu. Xin được cả tôi một ta. Lần đầu trải nghiệm thế giới bên kia nó như nào. Ôi không cho enter. Như mọi người đã thấy thì mana của tôi đó còn có 3 nước, 3 lửa, 8 gió. Rồi gặp cái con này phải chơi mấy đòn mạnh thôi chứ giờ mana sắp hết rồi. Rồi gió quýnh không xin nhơi luôn. Nghe nói mày nhiều tiền lắm. Ồ, mình đi Lâm Mô à. Cái này nhìn giống Lâm Mô hết nhờ. そういうことだ。うちのガキが好きだった車だよ。 この タービン ホイール なら使えるだろう。これで全部揃ったな。Miss Toro.
邪魔しないでほしいよ。はい。chú xe. Đó. Lực. Được rồi. Đi xuống. Quá lực. À. Cái pha vừa rồi nó hay vãi liền. Nó đúng hay luôn ấy. À, các bạn thấy nó hay không? Nếu thấy hay thì nhớ để lại cho mình like, share, subscribe để làm động lực cho mình ra tiếp những video hay ha. Còn giờ thì video này mình xin tạm dừng tại đây. Ok. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Tạm biệt mọi người.